Tiếp theo có về với các bác một chiếc đồng hồ của thương hiệu Orista. Đây là một chiếc Orista dòng Diver, Diver Watch. Hàng siêu lướt và mất hộp, hôm nay em có săn được một đôi. Các bác nhé, đều là dây da. Hai chiếc rất đẹp của Orista và đây nó là dòng Diver. Dòng này các bác mà yêu thích những môn thể thao lặn, chiếc này chống nước 200m. Em sẽ lên thử đại diện chiếc màu xanh trước. Tình trạng thì đẹp gần như là hàng trưng bày thanh lý các bác nhé. Đây, sơ qua về tình trạng thì các bác có thể thấy được chiếc này đã qua sử dụng, có một hai cái vết xước lông mèo ở trên viền thôi. Kính sapphire thì chắc chắn là không có xước rồi. Và đây chúng ta sẽ có vành benzen, còn rất đẹp. Dây cũng vậy, dây thì còn sọ vài lần và dây của chiếc này còn rất mới và cứng cáp. Đó, khóa gập qua cánh bướm có logo của Orista. Tình trạng thì em đánh giá còn khoảng tầm 95% về ngoại hình các bác nhé. Ở đây chúng ta sẽ có size mặt đường kính khoảng size 43,0mm. Và chiếc này có độ dày là 14,0. Kèm với đó là lắc tu lắc ở đây. Chúng ta sẽ có là 48,2. Và nó hợp với các bác mà có cổ tay vừa. Và tay vừa và tay to. Đeo chiếc này sẽ rất đẹp. Mặt đeo của chiếc này có màu xanh lam. Đó, và xanh ngọc các bác nhé. 12 bộ cọc số được đính nổi và chúng ta sẽ có 3, 6, 12 là cọc số học trò. Còn các ô cọc còn lại là cọc số dạng index. Bộ kim thì chúng ta sẽ có hình trụ và được bo tròn ở đầu. Đầu kim dây cũng sẽ có dạng quang. Trên này dạng quang rất sáng. Có trên thân kim giờ, kim phút và trên thân của 12 bộ cọc số đều có dạng quang đủ để các bác sử dụng vào buổi tối và sử dụng khi đi bơi lặn. Ở trên góc 12 giờ thì các bác có kim chỉ báo năng lượng của chiếc đồng hồ này, kim power reserve với 50 giờ thì có tối đa. Dòng chữ của Orista Automatic này, máy là máy F6R4 và ô cửa sổ lộ tim bên góc 9 giờ. Vành benzen thì có thể xoay được một chiều để các bác có thể tính được giờ lặn. Đánh số từ 10 đến 50 và vành 60 là một vành hình tam giác. Vành benzen thì có màu đen và bên hông các bác sẽ có núm chỉ giờ có khía cạnh và có logo của Orista. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản như là kính sapphire này, Epson là công ty mẹ của Orin và đây là Made in Japan. Máy F6R4 chống nước 200m và thép không gỉ. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì các bác sẽ có một bộ khung vỏ được làm bằng thép không gỉ và dây nó là dây, trên này nó là dây da các bác nhé. Đó, dây da rất chắc chắn và khóa là khóa gập cánh bướm. Còn bộ máy F6R4 thì ở đây thì các bác sẽ có được 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 50 giờ tích cóp tối đa. Đầy đủ tất cả các chức năng, dừng kim dây khi rung đúng chỉnh giờ và hỗ trợ có tay. Đó. Em sẽ lấy thử trên tay 17 cho các bác chiếc này. Một chiếc khá đẹp của Orista. Như chiếc này hàng mới thì là Orista họ đang niêm yết khoảng tầm 66.000 yên, 13.200. Đó. Dòng Diver chống nước 200m thì các bác dùng hàng ngày thoải mái. Nước nôi không cần phải lo nghĩ gì. Kính sapphire 50 giờ thích cót. Và dáng thể thao khá khỏe. Chiếc này đồng hồ Quang Lâm hiện tại về đến tay các bác là 7.250.000. Mã là 4983 các bác nhé. Mất hộp còn mấy đồng hồ thôi. Giá 7.250.000 cho chiếc này. Tiếp theo sang đến chiếc màu đen này thì chiếc này là có mặt màu xám đen các bác nhé. Tình trạng thì còn có vẻ là còn đẹp hơn chiếc xanh. Chiếc này khoảng tầm 98-99% các bạn. Gần như là hàng trưng bày. Chưa thể có vết xước sát nào bên hông. Dây cũng có dấu hiệu sọ một vài lần rồi. Nhưng mà người ta dùng rất giữ gìn các bạn. Các bác thay dây các bạn sẽ thay dây 21 các bạn nhé.
khóa vẫn còn dính siêu này. Chiếc này còn đẹp lắm, khoảng tầm 98-99%. Size vẫn size 43 các bác nhé, vẫn tương tự, thông số thì giống hệt. Dày 13,9. Và đây chúng ta có lắc to lắc là 48,3. Đó. Các bác tay 16 trở lên là đeo chiếc này sẽ rất đẹp và khỏe tay. Chiếc này khác mới vào mặt đeo thôi. Mặt đeo trên chiếc này chúng ta sẽ có màu xám. Và các bác sẽ có được 12 bộ cọc số đính nổi được sơn lên cái mặt đeo này. Và chúng ta sẽ có được bộ kim hình trụ và có bo tròn ở đầu. 362 là cọc số học trò. Còn các ô cọc còn lại là cọc số dạng index. Vẫn có ô kim chỉ báo năng lượng ở góc 12 giờ này, logo ở dưới 3 giờ và Japan kèm theo bộ máy F6R4. Ô cửa sổ lộ tim đến góc 9 giờ. Vành nó là vành benzen xoay được một chiều để tính được giờ lặn các bác nhé. Núm chỉnh giờ phía bên trong góc 3 giờ có khía cạnh và có logo của Orange Star. Ở mặt sau thì các bác sẽ có này, Made in Japan, F6R4, chống nước cơ bản 200m. Và chúng ta sẽ có thép không dỉ, kính sapphire, Epson. 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 50 giờ tích góp tối đa. Và chiếc này của chúng ta là dây da. Đó, em sẽ lên thử chiếc tay 17 luôn, chiếc mặt màu xám này. Size 43 đây các bác. Các bác tay 16 trở lên là đeo rất đẹp rồi. Như tem là 17 các bác nhé. Khá thể thao trên tay. Dây của nó cũng khá dày dặn và chắc chắn, để đảm bảo là các bác xuống nước là nó thoải mái. Chiếc này hiện tại về đến tay các bác là 7.250.000. Mã của chiếc mặt màu xám đen này là 4905 các bác nhé. 7.250.000 cho chiếc này. Đồng giá và đều thất lạc mất hộp sổ thẻ, còn mấy đồng hồ thôi.